Dạ vâng, mến chào quý anh chị em, chào mừng quý anh chị em quay trở lại kênh Xe Đẹp Giá Rẻ Bình Dương nha. Thì cũng như mỗi hôm nay em lại tiếp tục lên sóng review cho quý anh chị một mẫu xe mới về bên em, Innova, dòng Toyota, mẫu Innova, dòng MPV 8 chỗ ngồi nha quý anh chị em nha, màu trắng ngọc trai. Đấy, trắng ngọc trai nha quý anh chị em, xe rất là đẹp nè, 2013 nha, màu trắng. Đấy, xe đăng kiểm mới cho quý chị em luôn. Không biết mọi đơn vị khác bán xe như thế nào, chứ chiếc xe mà bên đơn vị em bán ra thị trường lúc nào cũng đảm bảo những tiêu chí. Thứ nhất về là sẵn dùng, sẵn đi, không phải làm gì thêm, nhất nha, lúc nào cũng thay mới. Và đặc biệt là phần máy số bên em bảo hành cho quý anh chị em 12 tháng sử dụng nè, cam kết không đâm ve, không ngập nước, không thủy kích, sai bên em nhận lại xe, quý anh chị nhận lại tiền. Tất cả cam kết bằng văn bản cho quý chị em mình yên tâm. Màu trắng ngọc trai nhìn rất là đẹp nha quý anh chị em nha, rất là sang trọng luôn. Số tiền vừa hơn 200 thôi cả nhà, vừa hơn 200 thôi, cụ thể là 230 mấy cũ thôi cả nhà ơi. Xe cực kỳ đẹp luôn. Đấy, có 230 mấy cũ thôi. Đấy, xe nói chung là len keng xà beng luôn quý anh chị em nhà mình. Đấy, đúng 239 cũ thôi nha quý anh chị em nha. Đấy, 239 cũ thôi, xe đẹp không? Quý anh chị em coi ốp mẹ G-Rom đồ chơi đầy đủ từ trước ra sau hết. Này, mặt cà lăng inox nè, lô đèn pha nè. Đấy, đèn gầm nè. Đấy, mâm phay xước nè, xi nhan gương, dáng phun phim cách nhiệt hết, đồ chơi inox nhìn rất là đẹp luôn quý bà con ơi. Dán phim cách nhiệt rồi. Đấy, xe trang bị trên mình là hệ thống phanh điện tử ABS, chống phanh bó cứng cả 4 bánh nè. Đấy, lốp lắp thì 5 cái mới tinh, keo nhông. Đây, quay cho cận cảnh cho quý bà con coi nha. Đấy, xi nhan trên gương nè. Đấy, báo rỉ trên gương nè. Đăng kiểm thì đến cuối năm nha, tháng 12 2024. Bà con cứ an tâm sử dụng cho em. Xe là tay ốp mẹ G-Rom chống chạy đầy đủ hết. Đấy, quý bà con mua về là sử dụng. Một chiếc xe rất là đẹp. Em quay với hoàng hôn chiều tà, nhìn con xe nó len keng xà beng luôn quý bà con ơi. Số tiền có 200 mấy chục cành thôi, bà con có thể là vừa sử dụng gia đình, tránh nắng tránh mưa, mình kết hợp thêm dịch vụ xe hoa đám cưới để đưa thêm, kiếm tăng thêm thu nhập cho gia đình cái lúc mà có cảnh kinh tế đang khó khăn đây nha quý anh chị em nha. Cái dòng nội đồng cối đá này thì quý anh chị biết rồi, bền vô đối, xe không lỗi nha, không đâm ve, không ngập nước, máy móc nguyên zin. Đấy, bên em có nhận thu mua, trao đổi, cồ cáp tất cả các dòng xe đã quay sử dụng. Quý anh chị đang đi 4 chỗ, 7 chỗ dòng này, muốn đổi sang dòng Innova thì cứ alo cho em. Đấy, bên em nhận thu mua, trao đổi, cáp đổi với giá thành cao nhất cho quý anh chị em nhà mình, đỡ lỗ luôn nha. Xe bên em bán ra lúc nào cũng trang bị màn hình Android, cam lùi, cam hành trình, đầy đủ hết. Đấy, xe rất là đẹp và keng quý anh chị ơi, gầm bệ thì nối không với rỉa sét 11. Biển Sài Gòn thì quý anh chị yên tâm rồi, cô gái thành đô mà. Đây, rất đẹp nha quý anh chị em nha. Đó, thấy chưa, tem mát ụ cầu còn đầy đủ nè. Đấy bà con thấy không, xe này thì còn gì đó bàn nữa quý bà con. Quá đẹp luôn, xuất sắc. Đấy, máy số thì bên em bảo hành 12 tháng, bao chạy bao lên đời, bao đổi trẻ nha. Đấy, xe như thế này thì còn gì bàn, quá đẹp luôn. 8 chỗ ngồi, rộng rãi nha. Đấy, một dòng xe thương hiệu quốc dân, dễ mua, dễ bán, dễ xài, phụ tùng, dễ kiếm, dễ sửa, sửa đâu cũng được. Đấy, cái dòng xe là ăn vào máu rồi, Toyota là bà con biết rồi. Đấy, mâm đúc nè, thấy chưa, tay cửa nè. Đấy, dán kênh phim cách nhiệt nè, giảm inox nè, bệ tùy tay nè. Đó, bà con coi đẹp chưa. Đấy, xe như thế này mà có 200 bê mấy cành thì không mua thì mua xe gì. Nội thất nè, hai màu nâu kem, có theo logo Innova, trần là trần nỉ bọc ni lông. Đấy, trần nỉ bọc ni lông ba vàng lạnh, đặc trưng của dòng Innova nha bà con nha, cô bác nha. Đấy, xe này thì miễn bàn nào quý bà con ơi. Đấy, xe đẹp miên man luôn quý bà con. Đấy, tay cửa mẹ G-Rom nè. Đấy, tay đút vô nó không bị chày nè. Đó, đây, mở cho bà con xem nè. Đấy, xe mở cửa cứng ngắc luôn, những nút chỉnh gương nè, hệ thống gương điện hết luôn nha bà con. Đấy, thấy không, nó nhảy hết. Đấy, gương chiếu hậu chỉnh điện luôn nha, có nhiều đơn vị bán xe người ta không có gương chiếu hậu chỉnh điện nha bà con nha. Đấy, bà con coi vô lăng của nó nè, đẹp tuyệt vời chưa. Đấy, xe này không mua thì bà con mua xe nào giờ. Đấy, vô lăng cuộn kèn nè, đẹp, không có một vết gì là mòn hay gì hết. Đó, bà con coi khóe vô lăng nè, vô lăng nhìn một cái là yêu chưa. Bà con coi đẹp chưa, quá tuyệt vời. Một số nè, màn hình OLED Pro đây nha.
Đấy, chiếc này thì chưa có cam hành trình. Quý bà con mua em tặng nha nhà mình một cái cam hành trình. Có xe em cũng nói vậy. Đó, tặng là tặng, không là không. Ừ, bà con cứ yên tâm đến với bên ô tô giá rẻ đi, lúc nào cũng có. Lúc nào cũng có xe giá rẻ cho quý bà con lựa chọn nha. Innova đời 2013. Đấy, đúng đời đúng sản phẩm nha. Bên em không bán nâng đời nâng form gì hết đâu. Đấy, sau này khó đăng kiểm lắm. Đấy, đúng đời đúng sản phẩm nha. Cuối 2013 đăng ký lăn bánh 2014. Xe đẹp không lỗi, máy móc nguyên zin, bảo hành full đồ chơi ốp mẹ chrome. Đấy, đây phần máy móc đây. Đó, bà con coi nè. Đấy, các lỗ đinh bon của nó nè còn nguyên hết nha. Đấy, không có rỉ sét bục một, logo Toyota đầy đủ hết. Đó, bà con thấy hầm máy của nó nè, đẹp chưa. Phanh điện tử ABS nè, chống phanh bơ cứng cài bốn bánh đây. Đấy, khung xương đồ là còn nguyên hết nha. Đây, đinh bon ba, đinh bấm còn nè. Đó, đinh bấm còn nè, bà con thấy đẹp không. Đấy, khung xương đinh bon còn nè, có nghĩa là con này chưa qua chạm chưa gì hết nha. Máy số là bảo hành cho bà con là 12 tháng sử dụng nha. Nhớt nheo là bên em đã thay mới rồi. Bà con coi nè, chưa một lần chạy luôn nè, thấy chưa, nhớt trong veo. Đấy, đến bên em là bà con sẽ được trải nghiệm, nói chung là sự hài lòng tuyệt đối. Và giá em để cho bà con hôm nay là 239 triệu nha. 245 triệu, bớt cho bà con 6 triệu, còn 239 triệu. Ba rút cái hồ sơ gốc cho quý bà con. Quý bà con quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho em một số điện thoại và một số Zalo duy nhất 0972 147 247. Xem xe tại thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, em Trường kết nối Zalo hoặc là số điện thoại 0972 147 247 nha quý bà con nha. Xin nhắc lại nha, 245 bớt 6 còn 239 cũ nha quý bà con nha. Hãy quan tâm alo cho em, nhận thu mua trao đổi tất cả các dòng xe đã qua sử dụng, và đặc biệt có hoa hồng từ 3 đến 5 triệu cho quý bà con khi giới thiệu bên em mua hoặc bán được xe. Đấy nha quý bà con nha.